Chào cô chú chị nha, em có một cái bộ xịt đầu này 3,5 ngàn cho cô chú chị, G350 3,5 ngàn đẹp á, còn nó đẹp á, lắc êm, máy máy nổ hơi ok nha. Còn xanh luôn. Này đầu nổ HB33 mọi người, cái này áp tối đa nó 35 kg, 21 đến 35 kg áp trung bình nè, còn áp tối đa nó tới 38 kg, tùy vào cái vòng tua mình chạy nha, chạy vòng tua 500, 800 hay là 1,200. Đầu này các ký hiệu này là thường thường là của gọi là của Echo Curic hết mọi người. Ti này hình như là ti 22 hay sao mọi người ơi. Ti này hình như là ti 22. Cái này hàng bãi về có xe máy dạy luôn nha. Mà lăn êm nha. Dây cu rô rồi còn đủ nữa. Máy này nè, lửa có lửa nha. Này về xịt hút thất bại. Bộ này để cho mọi người $3,1 triệu nha. Cái bộ này em để cho $3,1 triệu nha mọi người. Cái này không có nha mọi người. Cái này cái ba lớt á. Cái này cái ba lớt đó, không phải đó đâu. Kê lên để cho quay á. Yeah. Hàng là có sao bán vậy nha. Đủ đô nha cô chú anh chị. Về cái này xịt thay dòi luôn. Mấy con này nó kéo hai trăm ba trăm mét dây vô tư như cô chú chị nha. $3,1 triệu nha, không bao ship, tiền ship với con này thì nó cũng tầm trăm mấy trở lại thôi cô chú chị, tầm ước chừng khoảng 101-102 nghìn thì cước. Cái này cái khung sắt, khung này khung inox đó. Inox và sắt thì về nén nó lại một tí nha. Cái kia nó còn